Rồi, xin chào các bạn quay lại với kênh máy móc cầm tay của mình nha. Hôm nay thì nội dung của mình là phần 2 các bạn, 199k bao ship nha. Thì hôm trước phần 1 là bên này, thì phần 2 là mình sẽ giới thiệu cho các bạn bên này. Thì bên này thì hôm nay thì mình sẽ cố gắng là mình quay cho các bạn là cái dãy kệ bên này đó. Thì rất nhiều sản phẩm bên này. Và đặc biệt hôm nay thì mình về được một cái camera nữa. Nó cũng là cái dòng cam Yoshi các bạn, nhưng mà nó là cái loại cam 3 mắt các bạn. Đây các bạn, anh em nhìn kỹ này. Nó thì nó cũng là gần loại y như cái loại kia, nhưng mà nó có thêm cho chúng ta một cái mắt này nữa. Thì nó sẽ tăng cho chúng ta là cái góc màn hình nó rộng ra một xí. Nó tăng thêm chúng ta là tầm khoảng vài chục độ nữa. Nó sẽ đưa cái góc màn hình chúng ta rộng hơn một chút. Và nó sẽ có thêm một con mắt nữa, nó chia màn hình chúng ta làm 3 màn hình. Chứ nếu mình sẽ cho các bạn coi cái màn hình trên góc màn hình á, sẽ thấy được cái màn hình đó nó như thế nào. Thì nhưng mà nó cũng chỉ mắc hơn cái màn hình kia, là nó mắc hơn khoảng 40 ngàn thôi các bạn. Thì đây là cái loại mới, là chỉ là cái loại mà 3 màn hình chưa có zoom các bạn. Anh em nào có nhu cầu mai mốt mình sẽ nhập về cái loại là 3 màn hình mà có zoom các bạn. Có nghĩa là cái loại Yoshi này cũng là hai mắt này, nhưng mà nó là có chế độ zoom in zoom out luôn. Đó, có nên là zoom quang học, còn cái này thì chưa có zoom. Nhưng mà nó cũng đã chia được 3 màn hình cho các bạn xem độc lập 3 màn hình luôn nha. Bởi vì nó có 3 mắt này. Đó. Thì chậm nữa mình cũng giới thiệu lại cho anh em là 3 dòng camera mới bên mình. Đây là 3 cái loại này. Đó, thì bây giờ hiện tại trên thị trường rất là nhiều cái loại camera. Tuy nhiên là mình thấy những cái dòng này dòng ổn nhất các bạn, giá cả hợp lý nha. Giá cả hợp lý mà số tiền chúng ta bỏ ra thì nó mang lại cái chất lượng nó hợp lý, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây các bạn, một cái camera mình lắp sẵn này các bạn. Đó. Nó quan sát toàn bộ cái cửa hàng trước, mặt trước này, mặt bên, rồi nó này kia. Đó. Và đây, máy lọc nước hai cái máy quạt nước, một cái lớn 45 lít và một cái nhỏ 45 lít và một cái lớn là 80 lít các bạn. Mình cũng đang trưng bày trước cửa hàng của mình các bạn. Đó, thì hiện tại vào mùa nóng rồi các bạn. Hiện tại là Hồ Chí Minh là 40 độ rồi các bạn. Ở Quảng Ngãi mình là 37 38 độ rồi các bạn. Nhiệt độ đang rất là cao. Thì cái nhu cầu quạt nước bây giờ rất là cao các bạn. Ở đây thì nếu anh em nào ở địa phương các bạn có nhu cầu giao máy lọc quạt nước tại địa phương của mình, có thể giao tận nhà nha các bạn. Đó. Còn máy lọc nước này. Đó. Hiện tại thì tình trạng nước phèn, nước dơ ở đâu cũng có các bạn. Chúng ta nên đầu tư một cái máy lọc RO. Đó, mỗi nhà nên đầu tư một cái máy như thế này. Để gì? Để cải thiện nguồn nước nhà chúng ta. Đó, bao nhiêu thôi. Đó, và trong này các bạn, trong này là giá kệ bên này. Giá kệ bên này thì vẫn như thường lệ thôi các bạn. Vẫn là những sản phẩm đây. Thì hôm nay chương trình của mình đó là 199k bao ship, thì nó sẽ liên quan trong này các bạn. Mình sẽ gói gọn trong cái này thôi, cho video mình nó thời lượng nó ngắn lại các bạn, chứ để nó dài quá thì cũng không có nhiều thời gian. Trong đây thì mình sẽ quay cho các bạn là mấy cái sản phẩm mới về này các bạn. Đó, đặc biệt hôm nay nó có hai cái thùng đồ nghề của Trubber nó về mới này. Này, cái thùng đồ nghề của Trubber các bạn, 200 mấy chục ngàn bao ship luôn. Thùng này nó to nha các bạn. Đó, mình thấy cái giá cả đợt này nó thanh lý quá rẻ luôn. Trubber là một cái hãng rất là nổi tiếng nha các bạn. Tại vì mình không có làm cái hãng này nhiều. Mình chỉ làm đúng cái thùng đồ nghề này thôi. Tại vì đợt này nó thanh lý mà. Mình thấy cái này hợp lý mình đem về cho các bạn, chứ cái này cũng là một hãng lớn các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào nội dung chi tiết của bạn. Mình giới thiệu máy quạt nước, máy lọc nước và camera cho các bạn trước nha. Đây các bạn, đây là một cái máy quạt nước này. Mình một ngày mình làm 8 tiếng ở tại cửa hàng các bạn. Thì cái máy quạt mình nó chạy hết 8 tiếng nha. Đó. Mấy anh em ở mình, tuy cái nhà mình nó không có nóng lắm đâu, nhưng mà ngồi bây giờ cái thời tiết ở mình các bạn nó oi bức lắm. Ở Quảng Ngãi mình bây giờ là 37, 38 độ mà ngồi làm việc mà không có cái máy quạt nước này là chịu không nổi đâu các bạn. Máy điều hòa thì cái phòng nhà này làm sao máy điều hòa được các bạn. Đó. Những cái không gian mà rộng như thế này là làm sao điều hòa được. Đồ đạc này kia các kiểu này là không dùng điều hòa được các bạn. Quạt phun sương thì cũng không khả thi đâu. Chỉ có những cái quạt hơi nước như thế này là ok nha. Chỉ có những cái này là tối ưu nhất các bạn, vừa tiết kiệm vừa gọn nhẹ các bạn, đi đẩy đi lại di chuyển trong nhà rất là gọn gàng các bạn. Này, bánh xe này các bạn, thiết kế bánh xe gọn gàng. Đó. Bây giờ ví dụ như cái đây các bạn, mình để phun nước này, đây các bạn phun nước này, đây các bạn nước là đại nhóc này là 80 lít nước các bạn, với đây là cái con lớn nha, 80 lít nước mà phun nước của cái quạt này á là nó sẽ là 80 kg cộng với trọng lượng của bạn lên 100 kg. Mà mình là một cái ví dụ như một người bình thường các bạn, đẩy đây này, bánh xe này
nhẹ nhàng, không có nặng nề gì hết trơn các bạn, thấy không? Thì làm gì còn cái giải pháp nào mà tốt hơn cái này nữa các bạn. Thì cái này nó hầu như bây giờ mình thấy nó là không có cái gì thay thế được các bạn, hoặc thường thì không có thay thế được nó đâu. Phải có cái này các bạn, chống nóng bây giờ thì cái này là tối ưu nhất rồi. Và bây giờ mình giới thiệu kỹ hơn bằng phần kia nha, chúng ta đi vào nội dung chi tiết. Đây các bạn, về hoạt động của quạt nước các bạn thì nó là như này nè đó. Thì khi bật nước các bạn, đặt cái hay của những cái quạt này các bạn, khi bật nước thì nó sẽ nước thì nó lên này nè các bạn, thì chúng ta có thể kiểm tra được nước trong này nè. Đây là mình để mình cũng ít vệ sinh, chúng ta kiểm tra được nước này nè. Khi mà nước nó lên các bạn, nó gió chúng ta rửa nước này các bạn, nó rất là lạnh nha. Tuy là nhiệt độ môi trường đó, nó là 30 mấy độ, nhưng mà nước này nó tầm khoảng 20 mấy độ thôi, lạnh ngắt con này nè các bạn. Tại nước nó lưu thông, nó gió ra vô nó lạnh ngắt nước này nè các bạn. Chúng ta có thể bỏ được đá lạnh trong này luôn đó, bỏ được đá lạnh trong này luôn đó. Thì cái này là cái quạt 80 lít mình đang chạy các bạn. Và con những cái quạt này của mình á, là mình đó, là nó có 3 nút thôi các bạn. Và 3 nút đơn giản này các bạn. Một là nút nước này, thì chúng ta bấm nút này là nó lên nước này các bạn. Chỗ đây nó có cái van nước này, bấm nút là nó bơm nước này các bạn đó, bơm nước này. Nút đây là nút gió này các bạn, nút xoay cánh gió này, nó xoay cái cánh quạt bên trong này các bạn đó. Nút thứ ba là nút chỉnh gió này các bạn đó. Còn cái này là chỉnh cơm nha các bạn, cái này lên xuống là chỉnh cơm nha đó. Vậy thôi. Nên những cái dòng quạt này mình nói là nó nội động cố đá là vì sao đó. Nó là nội động cố đá bởi vì là nó không có hư được các bạn. Nó nội động của đá bởi vì làm sao mà nó hư được. Những cái này nó hư mà nó cũng dễ thay nữa các bạn, nó không có hệ thống cái man bo phức tạp á, nên khi mà ví dụ như chúng ta có vô tình mà hư á thì chúng ta thay thế nó rất là đơn giản thôi đó. Bây giờ chúng ta sẽ mình giới thiệu kỹ hơn hai dòng máy chính này. Đây các bạn, đây là phần máy lọc nước này, quên máy quạt nước. Thì mình đang có hai dòng các bạn, anh em cứ tính diện tích nhà nha đó. Cái dòng cái máy dưới á là cái con mà mình đang bật cho anh em coi trong nhà. Thì công suất của con cái con nhỏ con lớn này á, công suất của con lớn á là 180W, còn con nhỏ đây là 130W nha đó. Con lớn là 80, cái bình chứa nó là 80 lít, còn con lớn là 45 lít. Thì hai con này á kích thước nó có khác nhau một chút nha. Thì anh em coi với cái diện tích nhà mình nó như thế nào nha bạn. Ví dụ như tầm như cái nhà mình đây là thì mình phải dùng con lớn nó mới đủ công suất nha. Còn anh em ví dụ như phòng ngủ nhỏ nhỏ thì chúng ta dùng cái con nhỏ này được rồi đó. Đó thì mình cái này thì quạt nước thì nó cũng bình đơn giản thôi bạn. Mình nói cái này là cái giải pháp là tối ưu nhất cho cái không gian nhà chúng ta, tại vì sao nó gọn nhẹ này, nó đơn giản, nó dễ sử dụng mà giá nó rẻ nữa. Và cái giá này thì mình đảm bảo là chỉ có ở mình thôi các bạn, không có ở đâu đâu đó. Một cái con máy như thế này các bạn, khi mình ship đi các tỉnh nha, tiền ship của mình là 400.000 nữa các bạn, từ 400.000 nha. Còn cái con này cũng vậy các bạn, tiền ship của mình là 300.000. Thì anh em nào ví dụ như anh em nào ở địa phương tới mua con này đó, mình sẽ trừ cho anh em là ví dụ như ở địa phương anh em tới chở nha, mình trừ cho anh em là 400.000 tiền ship, còn con này trừ 300.000 tiền ship đó, anh em cứ chở về. Còn anh em nào ở địa các tỉnh á, mình sẽ giá này bao ship này. Rồi thì anh em mua cái con mà 80 lít này, con lớn này là 2.6 triệu, anh em lại gần coi giá này đó. Con lớn là 2.6 triệu này các bạn đấy, và con nhỏ là 2.2 triệu nha. Giá hôm nay thì nó sẽ mới vừa lên giá các bạn, công ty vừa báo lên giá thì mình sẽ lên một chút nha. Và đây là hai cái máy lọc nước các bạn, máy lọc nước của Aqua đó. Thì ngày hôm qua mình cũng có lắp vài con cho mấy anh ở địa phương. Thì ở đây các bạn, nếu mà anh em ở địa phương tự lắp các bạn thì tới tự chữa thì mình cũng sẽ trừ cho anh em các bạn. Ví dụ như con này là 4.2 triệu, mình sẽ trừ cho anh em 300.000 tiền ship nha, là anh em tới chở là 3.9 triệu. Còn con này á, anh em tới chở là 2.9 triệu nếu anh em tới chở nha. Còn mình chở tới nhà mình lắp đặt thì vẫn cái giá này nha các bạn đó. Còn anh em mà nào mà ở xa thì vẫn giá này nha. Giá này là mình đã báo giá là đã bao luôn phí vận chuyển này kia. Giá này là giá rất là tốt rồi đó các bạn đó. Thì khi mà anh em mua thì mình sẽ tư vấn và mình sẽ bảo hành những sản phẩm này là 1 năm nha các bạn. Còn cái này là máy quạt này là mình bảo hành 6 tháng để mình cho anh em xin cái xem cái này. Thì bên mình vẫn đang phân phối hai dòng nha các bạn. Đầu tiên là cái dòng lọc khoáng này. Lọc khoáng thì nó có hai vòi, anh em lại gần để coi hai dòng chưa. Hai cái dòng này là dòng nào các bạn? Đây. Một là cái dòng này là có hai vòi các bạn, một vòi tinh khiết và một vòi là khoáng này.
Thì đây các bạn, để mình check cho các bạn cái QR của nó này các bạn. Đây. Cái dòng này á, nếu mà giá thị trường các bạn là 5.690.000 này các bạn. Đây là giá gốc của nhà sản xuất nha các bạn, giá bán chính hãng. Đó. Đó. Tuy nhiên là bên mình chỉ phân phối anh em chỉ có 3.200.000 thôi. Đó. Đây là giá của bên mình 3.200.000 này các bạn. Hoặc là cái con này, ví dụ như con này thì con này thì nó cao cấp hơn, nó có thêm một cái tính năng nữa đó là nóng nguội các bạn. Các bạn, nó có thêm một cái tính năng nữa là nó có được một thêm một vòi nước nóng. Đó. Thì các bạn mình check cái giá các bạn coi này. Đó. Con này á, hiện tại là giá của nó là 7.690.000 này các bạn. Đó. Bên mình đang bán là 4.200.000 này các bạn. Thì để mình nói thêm cho các bạn về con này một tí nha. Tất cả những cái dòng này là đều công nghệ giống nhau hết. Đó. Công nghệ của nó là công nghệ lọc RO của Mỹ, 9 cấp lọc các bạn. Đó. Nội thất hai con này là y chang nhau. Tuy nhiên là con này nó có thêm một cái bộ gọi là bộ làm nước nóng này các bạn. Bộ này là bộ làm nước nóng này. Nó tích hợp trong này. Khi mà chúng ta uống nước nóng thì nó sẽ chạy nước qua cái đó và nó tạo ra nước nóng thôi. Nó thêm cái bộ đó thì nó đắt hơn 1.000.000 vậy thôi các bạn. Thì khi mà đó, anh em nào mà có nhu cầu bình thường các bạn, nhưng mà mình thấy là rất nhiều anh em xài cái loại khoáng thôi. Loại khoáng thì nó sẽ ít hư hao hơn. Đó. Và đây các bạn, thì giá bên mình báo lại này các bạn, giá của cái bộ này á là 3.200.000 nha, lọc khoáng này bao ship tận nhà này. Đó. Giá của cái bộ lọc khoáng nóng nguội này là 4.200.000 bao ship tận nhà. Còn anh em nào tới tại cửa hàng chở máy thì giá nó sẽ mình sẽ bớt cho anh em 300.000 mỗi máy để thôi. Đó. Còn đây là phụ kiện của nó các bạn. Phụ kiện của nó thì nó sẽ gồm có là gồm có lõi lọc và lõi RO, lõi thô và lõi RO các bạn. Thì như anh em biết rồi, mình cũng đã nói rất là nhiều về cái lọc này rồi các bạn. Đó. Thì các bạn, thì một cái máy thì cái quan trọng nhất của một cái máy RO thì chắc chắn nó sẽ là lõi RO rồi. Đó. Tuy nhiên để cho một cái lõi RO, một cái bộ phận RO nó hoạt động hoàn hảo nhất các bạn, đây là cái lõi RO của nó này, nó sẽ nằm này. Và cái lõi RO hình dạng của nó là nó như thế này. Đây các bạn. Lõi RO này thì nó như thế này. Đó. Hàng này là hàng Aqua Nova nha các bạn. Đó. Nó sẽ nằm ở cái lõi này, người ta hay gọi là lõi số 4 là lõi RO này. Đó, là cái này này. Thì đây là 1 2 3 và lên đây là lõi số 4. Thì nó nằm theo cái hướng như thế này các bạn. Lõi này thì định kỳ thay thế là 2 đến 3 năm chúng ta sẽ thay một lần. Đó. Và để mở cái lõi này nó làm việc tốt nhất thì bắt buộc chúng ta phải định kỳ thay thế cái này. Là mình có bán cho các bạn là đây ba cái lõi chính hãng qua luôn nha các bạn. Bên mình chỉ bán cái dòng lõi chính hãng như này thôi, không có bán lõi vớ vẩn trên thị trường nha các bạn. Và lõi này thì nó sẽ có thời hạn sử dụng là 36 tháng kể từ ngày sản xuất nha các bạn. Trên này thì nó sẽ không có ghi là cái thời hạn ngày sản xuất, nhưng mà trên cái thùng lớn nó sẽ ghi các bạn. Mà tất cả những lõi mình đều sản xuất 2024 hết, anh em yên tâm nha. Đó, đây là còn đây là cái lõi RO. Cái lõi này thì chúng ta mua thì ví dụ như anh em nhà đang có máy lọc nước rồi á thì cứ tầm 2-3 năm anh em hãy mua một lần cho nó tiết kiệm nha các bạn. Còn cái lõi này chúng ta định kỳ các bạn, định kỳ cứ 2-3 tháng gì đó thay một lần. Đó. Chúng ta muốn một quả tim chúng ta sạch sẽ thì chúng ta phải ăn uống nó hợp lý, là chuyện đó là chuyện nên làm nha. Cái này là quả tim này, cái này là chuyện ăn uống chúng ta hàng ngày này. Đó. 130.000 cho bộ lõi này. Đây các bạn, đây là giá. Đây là giá các bạn, bộ lõi thô là 130.000 này, lõi RO là 200.000 này các bạn. Ok. Đây các bạn, tiếp theo là cái camera. Thì camera thì nãy mình có nói rồi các bạn, hai cái dòng này thì mình quay rất nhiều rồi nha các bạn. Hai cái dòng này mình nói rất nhiều trong những video trước rồi. Thì bữa nay mình sẽ nói cái này riêng cái này trước này. Con này thì nó sẽ có cho chúng ta là thêm một cái con mắt nữa. Cách kết nối và cài đặt là y xì cái kia luôn nha các bạn, rất là không có khác gì cả, vẫn cài đặt app đó. Đây, con này nó có thêm chúng ta là một con mắt nữa này các bạn. Có hai con mắt này là hai con mắt khác nhau. Nó thêm chúng ta một con mắt nữa. Con mắt này là nó chia chúng ta thêm một hình, vẫn là cái kiểu bỏ thay nhớ truyền thống thôi, không có gì mà khác cái kia cái tất cả là như vậy hết. Thì mình sẽ cập nhật thường xuyên nha bạn, mình sẽ cập nhật thường xuyên những cái dòng mới của những cái dòng camera này. Đây các bạn. Đây các bạn, thì bình thường á là cái app chúng
ta là nó như thế này nè các bạn. Ví dụ như cam hai mắt là nó như thế này. Đây các bạn, đây là cái con cam hai mắt bình thường nha. Con cam hai mắt bình thường là nó sẽ có một màn hình trên và một màn hình dưới này các bạn. Thì cái con cam ba mắt của mình á, nó sẽ thêm một cái màn hình. Nó sẽ tách đôi cái màn hình dưới ra này các bạn. Đây là một màn hình, đây là một màn hình độc lập này các bạn. Đó, anh em coi nó sẽ có một cái đường đất ở giữa, nó tách màn hình này ra làm hai. Đó. Thì góc nó sẽ rộng hơn một, chắc nó khoảng vài chục độ nữa thôi. Đó. Đây là cái cam mà hiện tại mình đang xài để mình cho các bạn coi cái cam trước tiệm mình này. Đó các bạn, cái cam này là trước cửa hàng mình này các bạn, nó rõ như ban ngày luôn các bạn, rõ nét lắm. Còn đây nha các bạn, chất lượng hình ảnh là giống nhau nha các bạn. Đó. Còn đây là sự so sánh của chúng ta. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Thì mình chỉ so sánh như vậy cho các bạn coi cho nó nhanh nha. Còn cái này mình review cũng khá là nhiều rồi. Đây là con cam ba mắt này. Đó, đây là con cam hai mắt. Mắt bình thường. Đó. Để mình coi thấy không các bạn coi. À, nó khác một điểm nữa là cái anten nó dài hơn nữa các bạn, nó dài hơn. Thì nó dài hơn thì mình nghĩ là nó tín hiệu nó sẽ mạnh hơn xí. Mà mắt trên nó y như nhau luôn các bạn. Mắt dưới thì nó thêm cho chúng ta là một con mắt nữa. Đó. Và đây là cái con cam mà đây, con cam mà nó tích hợp luôn chuông còi. Đó. Ba con cam các bạn. Đây là hình ảnh ba con cam của mình đang bán này các bạn. Thì mình sẽ lúc nào bên hiện tại bên mình là đang có ba cái dòng này các bạn. Bữa nay mình update cho các bạn thêm một cái dòng này nữa. Thì mình báo giá lại này các bạn. Con cam này là 550 nha. Con cam này mình đang báo giá các bạn là mình đã có kèm một cái thẻ nhớ như thế này các bạn, 64GB. Thì mình nói rồi, 64GB là quá đủ rồi các bạn. Đó. Mình quay ở tốc chế độ Full HD thì với cái Full HD mà như thế này thì nó chỉ cần 64GB là quá nhiều rồi các bạn, không có cần thiết là phải hơn đâu. Đây, một cái nhớ như này là ô tư rồi nha các bạn. Đó. Cái dòng này nè là 550K nha. Đó các bạn, giá của con này á là 550K đã bao gồm thẻ nhớ này các bạn. Nếu mà như, và mình nói luôn nè, nếu mà anh em không lấy thẻ là anh em cứ trừ ra 120 nha, nếu anh em đã có thẻ nha. Và chúng ta cứ trừ ra 120K nếu không lấy thẻ nhớ. Đó thì giá nó chỉ còn có 430 thôi. Là quá rẻ luôn các bạn, rất rẻ luôn á. Anh em thấy cái giá 550 của mình có vẻ đắt nhưng mà thật sự là nó đã bao gồm thẻ nhớ rồi. Anh em mua cái thẻ nhớ ngoài nó cũng tầm này chứ nó không rẻ hơn được đâu. Đó, còn cái cam là ba mắt này. Đây là ba mắt này các bạn, ba mắt là 590. Anh em không lấy thẻ thì anh em cứ trừ ra cho mình là 120 nha. Đó. Đó, còn đây là cái cam cầm lớn có chuông còi hú này các bạn, 720 thì anh em không lấy thẻ anh em cứ trừ ra 120. Đó là báo giá tổng quan ba cái cam bên mình đang có. Ok. Đây các bạn, hôm nay là mình quay cho các bạn hai cái thùng đồ nghề của Truber này. Đó, thùng nhựa. Đó thì ở đây mình có hai size nha, một size là 20 inch và một size là 23 inch. Cái size nhỏ hơn á thì cái chiều dài của nó là 50. Chiều cao á là 24 các bạn, và chiều này nè cũng là 24 luôn. Đó, thì cái thùng này được làm từ nhựa gì đây thì mình không thấy ghi các bạn. Đó, của Truber này các bạn. Truber là một cái thương hiệu của Trung Quốc nha các bạn, nhưng mà sản xuất đồ nghề rất là nổi tiếng nha. Đó, hiện tại mình cũng đang có cái công ty phân phối cái hàng này nhưng mà điều mình không làm thôi. Đó, có logo nổi này các bạn, thì hãng cũng tương đối. Đó, nói chung là cái thùng này thì nhìn nó rất là cứng cáp nha các bạn, nhựa rất là cứng cáp luôn đó. Bắn lề rồi làm rất là kỹ càng. Trong này thì nó sẽ có một cái ngăn chứa đồ rất là rộng lớn như thế này. Trên này là có một cái khe để chúng ta để những cái đồ lặt vặt. Trên này nó còn có một cái thước nữa các bạn, để chúng ta đo này các bạn. Thước là nó để mười mấy inch này các bạn, nó để chế độ inch chứ nó không có để chế độ xung quanh nha. Chúng ta đóng cái nắp lại. Thùng rất là chắc chắn nha các bạn. Đó, to. Nên nào mà đang muốn xài đồ nghề thì chúng ta có cái thùng như này. Cái khóa nó thì là mà khóa bằng inox. Cái nắp hồi xưa thì mình nhìn nó mạ chrome rất là sáng bóng này các bạn. Khóa thì nhẹ nhàng lắm nha. Chỗ đây nó có hai chỗ để chúng ta gài chì này các bạn.
Đó, gài chìa khóa này. Đây là cái thùng 20 inch nha các bạn. Còn đây là cái thùng 23 inch. Thùng 23 inch thì nó dài là 60 nha các bạn. 23 inch là dài 60. Cao là 26. Rộng là cũng là 26 luôn. Để thiết kế nó y chang nhau các bạn, nhưng to hơn thôi. Ngăn rất là rộng nha các bạn. Rồi bây giờ mình báo giá nha. Thùng nhỏ là 280 mình free ship nha các bạn. Đó, thùng lớn là 330 bao ship, nó trên nhau 50 cành. Đó, giá này thì quá hợp lý luôn. Anh em nào đang có nhu cầu xài thùng đồ nghề thì như thế này. Anh em nào ở địa phương tới cần mua mình bớt một thùng 30 nha. Ok. Đây các bạn, hôm nay mình về lại mấy cái đầu này nha các bạn. Nó về lại 100 cái đầu này. 100 cái đầu bu lông sang vít. Rất là đẹp. Giá chỉ có 20.000 một đầu thôi. Anh em nào đang có mấy cái máy bù lon 1/2 mà chúng ta cần bắt vít á, thì mua cái đầu này. Anh em nhất là anh em làm xe máy làm gara các bạn, có máy bù lon muốn bắt vít luôn cho nó gọn thì chúng ta dùng cái đầu này nha. 20 cành một cái đầu bù lông sang vít này. Cái bấm cành Kabuse các bạn, được này về cho anh em mẫu mới này. Mẫu mới bấm rất là đã nha các bạn. Hàng này thì chưa bao giờ lỗi thời các bạn. Mỗi đợt nó về mỗi mới. Anh em yên tâm nha. Hàng bên mình đã nhập hàng Kabuse thì anh em yên tâm, bên mình có công ty nhập hàng chính ngạch luôn, không có sợ hàng nhái hàng giả, anh em yên tâm nha. Hàng SK5 thế SK5 này nó có tem chính ngạch của Kabuse nha, dán tem chính hãng Kabuse, anh em yên tâm không có bị sợ hàng nhái hàng giả đâu. Một cái kéo chất lượng như này 130 cành nha các bạn. Đây. Anh em về bán cái hàng này thì đảm bảo rồi, trước giờ là mình bán lúc nào mình cũng bán uy tín cái sản phẩm này rồi. Sắp tới thì mình sẽ nhập lại Kabuse nha các bạn. Anh em nào mà yêu thích cái sản phẩm này các bạn thì đợi nha, chắc khoảng 2 tháng nữa là mình sẽ có hàng lại thôi. Rồi, khò ga đuôi én các bạn. Đây, cái khò này thì đợt này mình giảm giá còn 101 thôi các bạn. 101 một cái nha. Khò ga đuôi én này, hàng quá đẹp luôn. Mình xài rất là nhiều cái khò ga là mình ưng ý nhất cái loại này. 101 một cái, gắn bình ga vô mini vô và bật thôi. Quá đẹp các bạn. Rồi 104 một cái khò đuôi én nha. Đó. Đợt này thì mình về cho anh em là mấy cái đồ lạ lạ này các bạn. Đó là một cái ép tỏi này. Đây là cái ép tỏi các bạn. Anh em nào hay làm bếp á, làm bếp cho mua về tặng vợ tặng đồ các bạn. Chúng ta làm tỏi xong chúng ta không giả, chúng ta bỏ ra chúng ta ép giả mắm cho đồ các bạn, hay là ép tỏi làm đồ rất là tiện lợi các bạn. Hàng inox, hàng của Willing, inox sáng trưng các bạn. Đây Willing Charlie này rất đẹp luôn, 90.000 một cái ép tỏi nha các bạn. Đó, đợt này mình về thêm cho anh em là một cái kéo bấm cành cộng lực hàng của Nhật nha. Con này thì kéo bấm cành này thì nó có chức năng là trợ lực này. Nói chung là bấm nó sẽ nhẹ hơn cái kéo thường. Bình thường chúng ta bấm chúng ta dùng nhiều lực hơn. Con này bấm thì dùng ít lực hơn thôi. Đơn giản vậy thôi các bạn. Bấm cành đường này dùng ít lực hơn, bấm nhẹ cái tay hơn. Rất bén các bạn. Nhựa bấm ngọt ngào như thế này thì quá ngọt. Kéo rất đẹp nha các bạn. Rồi, giá 150 cành nha các bạn. Nên 101 nha các bạn, 110. Ok. Đây các bạn. Thì súng silicone của Kabuse nữa nè các bạn. Thì đợt này mình về tiếp cho anh em một cái dòng súng silicone nữa. Hôm trước mình giới thiệu cho anh em là cái đó các bạn. Thì đợt trước mình giới thiệu cho em là cái súng này á, cái súng này thì nó hay ở chỗ là nó không bị ói keo các bạn, và nó có tính năng là cắt keo tự động này. Chúng ta đút cái giò keo vô nên chúng ta bấm cái đây các bạn. Cái này có lưỡi dao này, rất là bén nha. Bạn đút cái đầu keo bấm luôn, nó rất là tiện. Đó, và nó có tính năng là chống ói keo.
con này nó hay ở chỗ đó. Nhưng mà con này nó không có cao cấp bằng cái con mà mình mới vừa về nữa các bạn. Thì bên mình lúc nào cũng chỉ bán những dòng xuống bán keo là nó xịn sò như thế này thôi, chứ mình không bán mấy loại mà nó anh em về mà bóp mấy cái mà nó hư đâu. Gọi mình là bán là phải ngon nha các bạn. Anh em thấy nó rất là xịn đúng không? Cái súng bên mình là nó như thế này nè. Nó như thế này mình mới bán nha các bạn. Thì anh em bỏ 100 ngàn anh em mua một cái súng bắn keo như thế này. Anh em xài nhiều năm nó chưa hư. Còn anh em bỏ mấy chục ngàn, ba bốn chục gì đó, anh em mua cái súng mà anh em bắn 2-3 ngày nó hư. Nhiều khi bỏ chai keo, bỏ hết chai keo là nó hư rồi. Rồi thì mình báo giá này các bạn, súng bắn keo loại này nè. Kawashi loại xịn này, 100 ngàn này các bạn. Đó, còn anh em muốn mua cái súng bắn keo chống ói này các bạn, là tự chống ói keo này. Đó. Cái này là 90 nha các bạn. Con này thì nó không chống ói keo nha các bạn. Khi chúng ta bóp xong chúng ta phải nhả cái này lại nè. Con này thì chúng ta bóp xong là nó ấy là chúng ta phải bóp cái này chúng ta nhả cho nó tuột lại nó mới khỏi chống ói keo này. Đó, con kia thì nó tự nó chữ luôn. Ok nha, con này 100, con này 90. Đây các bạn, hôm nay mình có một cái khoa số mình còn tồn kho, mình thanh lý giá 160 này. Cái này thì giúp chúng ta là khóa cửa phòng cửa đồ các bạn. Khóa số inox sang trưng. Này, thì mặc định của khóa này là 4 số 0 nha, 3 số 0. Chúng ta xoay ngang. Đây các bạn, xoay ngang này, chúng ta mở ra này các bạn. Thì chúng ta cửa phòng cửa đồ à, chúng ta ấy vô chúng ta khóa như này, đây là mặc định của cái cửa. Chúng ta muốn đổi mật khẩu thì chúng ta cứ chọt cái thanh mật lỗ này, nên là chúng ta đổi mật khẩu nha các bạn. Của khóa số này đợt này mình thanh lý còn chỉ còn có 160 à. Dây thun ràng, dây thun ràng đồ này các bạn. Cái dây này thì cái dây này dài 2 mét nha các bạn. Đây ví dụ như chúng ta đi xe các bạn, đi xe máy cột đồ á các bạn, nó giãn rất là dữ dội nha. Và nó hay ở chỗ là nó có tăng đưa các bạn. Đây nè, đây là chế độ tăng đưa của nó. Đó các bạn, thì đây, ví dụ như chúng ta tăng đưa này, chúng ta chỉ cần gài cái đây vô đây. Chúng ta gài cái này vô và chúng ta tăng đưa như vậy là nó sẽ dính lại như vậy lại. Đó, rất là hay nha các bạn. Cái cọng dây này á 70 ngàn thôi. Mình thấy cái cọng dây này quá hay đi các bạn. Giá 70 ngàn nha. Rồi bộ tít màu xanh, cái bộ tít màu đen, loại dài nha các bạn, để cho mấy anh em làm thợ sửa chữa này. Nó sẽ gồm từ đầu 8 ly cho đến đầu 24. Sở hữu một cái bộ như này chúng ta mở mọi thứ trên đời này luôn. 24 nha các bạn. Đầu này là đầu dài 10 phân. Ốc sâu này, để cho mấy anh em thao tác những con ốc mà nó có cái bu lông dài á. 10 chi tiết từ đầu 8 đến đầu 24, 150 cành. Rồi một bộ trợ lực đóng đinh các bạn. Cái bộ này thì rất là hay nha. Rất là nhiều anh thợ làm thợ điện, nhất là mấy anh thợ làm thợ bắt điện mà điện nổi các bạn, đóng nẹp đinh rồi đó. Bộ trợ lực đây các bạn, đóng đinh này. Thì khi mà mua cái bộ này thì mình có tặng kèm cho anh em một hộp 300 đinh như này. Đinh, hộp đinh như này là 300 cây. Hộp đinh rất nhiều đinh như này các bạn. Đó. Thì chúng ta có thể là gắn vô đây. Đó, chúng ta đóng xong rồi chúng ta bấm là nó xả ra. Đó. Một cái bộ như thế này và kèm một hộp đinh nha các bạn. Mình hiện tại mình còn có máy hộp đinh thôi, còn ít đinh quá. Thì khi mà ví dụ như anh em mua không lấy đinh á, mình trừ ra 70 giúp mình nha, còn 220. Một hộp có đinh là 290 nha các bạn, 290 mà không đinh là 220. Ok. Một cái bộ quái tai dùng camera này các bạn. Đó. Đây, một cái bộ quái tai camera quái tai các bạn. Cái này thì giá cũ là 370 nha các bạn, giá mới giá mà thanh lý là 350 một bộ này. Chúng ta sẽ tải một cái app BeBird về điện thoại chúng ta, kết nối wifi và dùng thôi. Ở trong đây nó có một cái thiết bị,
như chúng ta mở nguồn lên thì nó sẽ có một cái đầu này, nó có camera nha các bạn. Chúng ta dùng lại, chúng ta quấy lỗ tai. Trong này thì nó có một cái đầu xe cua này các bạn, và một con dây sạc tai xi nha. Để mình review cho anh em coi luôn. Đây các bạn, đây là cái ứng dụng của nó này các bạn. Đó, nó sẽ đưa cái này vào lỗ tai, nó sẽ thấy tất cả những cái gì trong lỗ tai chúng ta đang có. Đó, đang quấy tai này. Đây là những cái video trung thực nhất các bạn. Đó, y chang vậy luôn nha, chất lượng hình ảnh là Full HD. Đó, rất là trung thực nha các bạn. Đây là mình đã xài rồi nha các bạn. Nó mình xài rồi nên mình mới giới thiệu cho các bạn nha. Đây các bạn, trên họ rất là review rất là nhiều nha các bạn. Đảm bảo là uy tín nha các bạn. Giá là 350.000 nha các bạn. Ok. Đây là con dao chặt xương Global. Một con dao chặt xương sáng trưng, 250 cành bao ship, hàng của Nhật nha các bạn. Global, thép không rỉ, 250k free ship tặng nhà. Rồi, tiếp theo là một mình review lại cái chuông cho các bạn coi nè. Đây, ở đây mình có một cái chuông báo khách. Đó. Thì khi mà mua các bạn cái chuông này thì nó sẽ tặng kèm cho anh em là 3 viên pin này các bạn. Ban pin này thì chúng ta dễ lắp đặt vô cái này nha. Đây các bạn, cái chuông này á thì mình gắn pin vô mình lắp ở đây các bạn. Ví dụ như đây là một cái cửa hàng của mình. Mình là một người khách ở ngoài đi vô thì mình sẽ đi ngang qua cái chuông. Đó. Nó sẽ phát ra một cái sóng cái góc rộng nha nè các bạn. Đó. Đây thì mình sẽ đi qua thì nó sẽ thấy, đó, nó sẽ kêu lên. Kêu rất là to các bạn. Và người, thì cái chuông này các bạn, góc nó rất là rộng nha. Thì 80.000 một cái, đợt này Thanh Lý chỉ có 80.000 thôi. Mua 3 cái là free ship rồi đó. Rồi, một cái chuông 80 cành. Qua bên đây các bạn, mình có các loại bấm móng tay này. Một bấm móng tay gồm có hai cái bấm, dũa này, nhíp và kéo bấm lông mũi. Nhíp này, bấm lông mũi đầy đủ 4, 1, 2, 3, 4, 5. 101 một bộ nha. Rồi, có một bộ hay hơn nữa các bạn. Cái bộ này là cái bộ xịn sò các bạn. Cái bộ này mình thấy mua làm quà tặng là đẹp cực kỳ luôn. Mình xin khui một bộ cho các bạn coi luôn. Anh em nào mà cái hộp này làm quà tặng là quá đẹp luôn các bạn. Đóng gói rất là chỉnh tề luôn á. Trong này gồm có 3 cái bấm này các bạn. Một cái bấm nhỏ, một bấm lớn, một cái bấm khóa này. Rồi, giá 150 cành nha các bạn. 150 cành bộ bấm 3 này. Đó, AirPods Pro. Đây. AirPods Pro đợt này mình về lại nha các bạn, về thêm cho anh em này. Đợt trước quá mấy anh em hỏi mình nó bị hết hàng đó. Cái 250.000 một cái. Con này nghe hay lắm nha các bạn. Đó. Hàng này thì nhiều anh em hỏi có phải hàng chính hãng không, thì thật sự là làm gì có hàng chính hãng nào mà giá này các bạn. Cứ mình cứ suy nghĩ như vậy đi. Chúng ta thay vì bỏ 3-4 triệu ra mua một hàng real thì chúng ta mua một cái hàng này chỉ có 200 mấy ngàn, nhưng mà chất lượng thì nó 1-8-10 với cái kia đi, đúng không? Nhưng mà nghe nó rất là hay. Mình thật sự là cái này nghe cũng rất hay nha các bạn. Nó là giống hàng real 100% luôn các bạn. Nhìn rất là giống, rất là đẹp luôn á. Kết nối là nghe âm thanh là cũng bát chép đầy đủ. Đàm thoại cũng rất là hay luôn. Thời gian nghe cũng cả 10 tiếng mới hết pin. Rất hay. Kết nối được cả Android và iPhone đều được nha các bạn. Đóng hộp rất là kỹ càng, có các kèm dây sạc dây đồ trong này hết nha các bạn. Nó y như một cái sản phẩm hàng real luôn nha các bạn. Dây sạc dây đồ có điểm cao su này luôn nha. Giá thì chỉ có 250.000 thôi các bạn. Với giá này thì không có đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà chất lượng âm thanh thì cũng rất là hay. 250.000 một bộ. Đó. Đồng hồ auto vol. Đây là đồng hồ auto này. Cái này thì đồng hồ này thì quá xịn sò rồi các bạn. Dành cho mấy anh em chuyên nghiệp hơn một tí nha các bạn, không phải amateur nha. Amateur thì xài cái đồng hồ khác. Con này thì nó đã lên một tầm khác rồi các bạn. Đó, chúng ta có thể chỉnh từng thang. Nó không có chỉnh từng thang nhỏ. Volt này, millivolt này, ohm này, Hz này, ampere này các bạn, 10 ampere này, và nhiệt độ độ C độ F này. Đó,
chứ nó không có chỉnh từng volt mà nhỏ nha, nhưng mà auto, volt là auto nha. Hàng của Yoji, con này thì 295.000 bao ship. 295.000 bao ship này các bạn. Trong này thì có đầy đủ là dây pin và này kia các kiểu này. Nha các bạn, ở đây mình có keo Tidbon, mình còn một ít keo Tidbon xây dựng này các bạn. 30.000 một chai nha các bạn. Mình thanh lý 30.000 một chai thôi cho anh em, vì anh em dán trong dột trong đồ. Còn đây là R77 bên mình thì 50.000 một chai. Hàng bên mình thì là hàng tặng 50g nha các bạn, chai lớn tặng 50g chứ không phải là mấy cái chai nhỏ nhỏ kia đâu nha. Chống reset R77 chai lớn 50k. Rồi, bộ mũi khoét của Kabushi các bạn. Bộ này thì còn được mấy bộ á. Khoét gỗ này. Được 5 mũi, khoét lỗ 35 này, 30 này, 25 này, 20 này, 15. 5 mũi nha các bạn, khoét gỗ, cái mũi này khoét gỗ. Giá bộ này chỉ có 185.000 thôi các bạn. Mình tạm giá còn 185.000 cho các bạn nha. Đây các bạn, tiếp theo là thanh thiết dao này các bạn. Đây, thanh thiết dao dài 60 phân nha. À 50 phân. Đó. Cái này thì chúng ta để trong bếp trong đồ á. Thiết này. Đây không phải sắt các bạn. Đó, hít cân ngắt này. Để chúng ta hít những cái dao này, những cái đồ bằng sắt ra trên kệ bếp cái đồ các bạn. 80.000 một thanh nha các bạn. Hít dao này. Đèn 8 cánh các bạn. Cái đèn 8 cánh như cái đèn mình đang để trong nhà đó các bạn. 200W nha các bạn. Đây. 8 cánh 200W này. Giá thì 185.000 một cái nha các bạn. Đèn 8 cánh này. Sáng tiện mình giới thiệu luôn cho em là cái đèn 5 cánh này. Đèn 8 cánh và đèn 5 cánh. Đây các bạn, nếu anh em mà muốn ánh sáng nó thấp hơn một chút á các bạn, có cái đèn 5 cánh. Đèn 5 cánh này thì công suất nó là 100W. Cái đèn 5 cánh này 100W này các bạn. Giá thì nó 150 nha. 150 ngàn. Đây các bạn, có bộ keo tóc này. Keo tóc mà đợt mình về lại này các bạn. Giá bộ này thì đợt này nó còn có 135.000 thôi nha. Nó mỗi đợt nó giảm. Cái kéo này nó thật sự là mình bấm lông mũi là vô địch luôn các bạn. Cái kéo này mà anh em không cần gì hớt tóc đâu, bấm lông mũi thôi là đã đời luôn các bạn. Cái này bấm rất sướng luôn các bạn, bén ngọt luôn. Thì cái bộ này gồm có một cái kéo tóc, một cái kéo cắt và một cái keo tỉa nha các bạn. Đây. Đây cái keo tỉa này. Một cắt một tỉa này các bạn, 135 cành nha các bạn. Rồi hôm nay thì còn đúng một cái bộ khóa thông minh. Bộ này thì giá cũ là 2.1 triệu các bạn. Hôm nay mình thanh lý cho các bạn anh em này 1.900.000 các bạn. Đây. Bộ này á, trên thị trường đang bán 3.5 triệu nha các bạn. Đó các bạn, bộ này thì tất cả những đồ là nằm trong này nha các bạn. Đó, những cái bát khóa bát đồ nằm trong này nè. Nó đầy đủ đồ hết cho anh em luôn trong này. Đó. Đó. Thì nó sẽ gồm có hai cái thẻ từ này các bạn. Hai thẻ từ này để chúng ta nạp từ vô chúng ta đi đường mở này. Hai cái chìa khóa cơ. Đó. Và bộ đồ nó đây. Thì con này thì nó sẽ tích hợp cho chúng ta là hình như là 5 chức năng khóa nữa các bạn. Thứ nhất á, là mở chìa cơ là một này các bạn. Thứ hai là mở qua điện thoại di động từ xa đó. Thứ ba là khóa vân tay. Thứ tư là bấm số và thứ năm là thẻ từ. Đó các bạn. Rất là hay nha các bạn. Thì cái này chúng ta sẽ lắp đặt cho cửa xin pha nhôm này, cửa gỗ hay là cửa sắt gì đều được nha các bạn. Chúng ta có thể về chúng ta lắp đặt, tự lắp đặt nha. Đợt này mình thanh lý chỉ có 1.9 triệu thôi các bạn. Còn đúng một bộ cuối cùng. Rồi, giá thì quá hợp lý rồi các bạn. Đây các bạn, 250. Cái đế dao inox các bạn.
thì anh em nào mà nhà đang xài dao mà để lung tung trong bếp đó các bạn, thì chúng ta nên mua một cái này để cho nó gọn cho bạn. Cái này thì bỏ được hai con dao chặt xương này, một cái hít, một cái kéo bếp này, một cái dũa dao này, một cái dao gọt trái cây này và một cái dao thái đó. Một cái đi nóc rất là sạch sẽ, gọn gàng, sạch đẹp. Osaka nha, quên, Osaka Japan, 250. Rồi hôm nay mình thanh lý cái bộ chuông cửa nha các bạn nha. Ở đây là mình đang có cái bộ chuông cửa gồm có hai cái chuông và một cái nút các bạn. Đây, thì trong này là cái bộ này nó sẽ gồm có một cái chuông. Đây, chúng ta sẽ đem ra còn kia chúng ta bấm này các bạn. Đây là cái chuông này, đây là một cái nút bấm cái chuông để mình gắn cái này ra cái ổ điện cho các bạn coi này. Đó các bạn, đó kia là có một bạn đang gắn rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm cái chuông này nè các bạn, và kia nó sẽ kêu tính tình. Đó, thì cái bộ này nó sẽ gồm có cho chúng ta là hai cái chuông nha các bạn. Đó, cái bộ này nó sẽ gồm có là hai cái chuông như thế này nè. Ví dụ như chúng ta nhà chúng ta có hai lầu, một lầu 1 và lầu 2, thì chúng ta sẽ có một nút này chúng ta để ở dưới tầng dưới các bạn. Ví dụ như đơn giản như nhà chúng ta có hai đứa con ở trên phòng mà chúng ta muốn gọi nó xuống ăn cơm các bạn, bấm một phát là hai đứa con nó nghe tính tình là xuống tự ăn cơm, xuống ăn cơm nó ăn cơm. Ở nhà rộng quá thì làm này cũng khá là tiện lợi ạ. Rồi thì bộ này các bạn tích hợp hai cái chuông nha, mình bán với các bạn với giá là 250 nha các bạn, hai cái chuông. Hai cái chuông này 250 này, giá quá rẻ rồi các bạn, đợt trước nó là 300.000 á. Đây các bạn, đây là một bộ cưa lỏng nha. Đó, cái bộ này thì gắn vô máy khoan để biến một cái máy khoan chúng ta thành một cái cưa. Đó, dành cho anh em xài amateur gia đình nha các bạn. Đó, chữa cháy, ví dụ như nhà chúng ta mà có máy khoan nào đó hay lâu lâu mới cưa, chúng ta dùng cái này. Đó, đi kèm theo chúng ta là ba cái lưỡi này. Giá chỉ có 150 cành thôi. Bộ này quá rẻ rồi. Ok các bạn, bộ cưa lỏng 150 cành. Tiếp theo là bộ đầu cốt, bộ 300 đầu cốt các bạn, 320 đầu nha. Bộ này thì 101 các bạn. Rất là nhiều thứ trong này. Nó sẽ gồm có là đầu cốt gắn đầu bệnh ắc quy này, rồi gắn CB chống giật đủ kiểu này các bạn. Như cái chĩa này, đủ loại nha các bạn. Bộ này thì rất là nhiều thứ, 300 đầu à. Bộ hộp cốt 101 nha các bạn. Cây thước laser nha các bạn. Đây là cái thước laser để dùng để đó. Cái này thì chúng ta ví dụ như đây là nó có hai cái tia laser, nó sẽ chiếu song song với nhau này các bạn. Nó sẽ chiếu cắt nhau này đó. Nó sẽ chiếu cắt nhau này. Thì đây ví dụ như đây là cái tia các bạn, nó chiếu cắt nhau với cái tia này. Nó sẽ chiếu thành một cái tia, nó cắt nhau như này. Đó. Thì chúng ta sẽ dùng cái này, chúng ta đó, bỏ pin vô. Cái này nó có, chúng ta bỏ pin tiểu ở đây. Chúng ta treo tranh ảnh ở trên tường nữa các bạn. Mình gọi cái này là cái thước laser nha các bạn. Cái này nó có thước chia ái này. Cái này thì phù hợp cho anh em xài gia đình đó các bạn. Chúng ta treo tranh, treo ảnh đồ đó. Hoặc là đây các bạn, làm ổ cắm đồ thi công mấy cái này. Giá là 90.000 nha các bạn, thước laser. Đèn năng lượng gắn cổng ngõ này các bạn, cái đèn này là 65.000 nha các bạn. Đó, ví dụ như chúng ta đi đâu về các bạn, đây nó tự động nó sáng lên. Từ tối là nó sáng nha các bạn. Đi đâu qua về là nó sáng lên. Cái này là ổ chành nó sáng luôn. 65 cành nha các bạn, đèn năng lượng. Đây, rồi cái này là cái cục adapter 12V 0.95A. Cục này là đa năng nha các bạn, xài rất là nhiều thứ. Ví dụ như nhà chúng ta mà có wifi này, có micro không dây này, này kia các bạn, chúng ta dùng cái cục này để nuôi nguồn. Hàng này là hàng của đồ địa Úc các bạn, chân nghiêng chúng ta dùng cái kìm chúng ta bẻ này lại các bạn. Đó, vì xài rất là nhiều thứ nha các bạn. Nói chung là riêng về adapter 12V dòng xịn sò như này thì chúng ta xài nhiều thứ lắm. Chỉ có 15.000 cục thôi các bạn. Bây giờ tìm đâu mà ra những cái dàn này mà giá này các bạn, 15.000 một cục adapter 15K nha.
Đây các bạn, cái đèn năng lượng này 100 ngàn một cái này các bạn. Mình còn chắc được 10 cái thôi. Về mấy trăm cái mà còn có 10 cái này các bạn. Cái này thì chúng ta phơi nắng nó mới cháy nha các bạn. Anh em nào về mà muốn chắc ăn thì chúng ta phải. Thôi các bạn, thì cái đây để ngoài đường các bạn, nó nhỏ mà. Ai đi qua là nó sáng lên, rất là tiện lợi. Có 100 ngàn một cái, quá thuận lợi luôn. Đây, 100 ngàn một cái đèn năng lượng này. Có đầy đủ bát kệ cho chúng ta lắp nha. Đây các bạn, đây là một cái vòi lavabo đơn giản thôi. Chúng ta về lắp cho nhà và những cái lavabo bình thường các bạn, không cần vòi nóng nguội á, nó nóng lạnh á. Mình bán được này Thanh lấy 50 ngàn một cái nha. Rẻ rề luôn các bạn. Cho những cái nhà bình thường không cần phải nóng nguội. Còn được các 10 cái là cùng. Rồi, giá là 50 cành cho một chiếc nha. Đây các bạn, tiếp theo là cái mài ba khe của Nhật này các bạn. Cái này thì dành cho mấy chị mà gọi là không biết gì về mài dao đấy các bạn. Trong này nó có ba khe này các bạn. Một khe thô này, một khe mài nhuyễn, một khe xử lý ba viên này các bạn. Đó, ba khe. Đó, chúng ta chỉ cần kéo rẹt là xong. Không có cần một cái người gọi là biết mài dao mà gì đâu các bạn. Hàng này thì của Tamasaki các bạn, hàng siêu thị Nhật nha các bạn. Con này bán rất là nhiều rồi đó. 150 cành một chiếc thôi, quá rẻ nha các bạn. Đây, 150 cành một chiếc này. Hôm nay mình tiếp tục về cái bộ cắt đầu cắt tôn của dành cho máy khoan này. Đợt này bộ này thì giá mình thành lấy chỉ có 150 cành thôi. Đây các bạn. Đó, mình biến một cái máy khoan thành một cái bộ cắt tôn các bạn. Con này cắt tôn cực dài luôn nha các bạn, không phải là cắt tôn mỏng đâu nha. Tôn nào nó cắt cũng được nha các bạn. Cái lưỡi này nó cắt theo cái kiểu là nó quay là nó cắt rất là ngọt luôn á. Một bộ cắt tôn này là 150 cành này. Tiếp theo là một cái bộ đèn học bài. Đây các bạn. Đó, đây là một cái đèn học này, đèn học cho dành cho nít này các bạn, tích hợp luôn cả quạt này các bạn. Trong này sẽ có là báo nhiệt độ rồi báo giờ luôn nha các bạn. Con nít nó rất là thích nha các bạn. Đây là nút cảm ứng này. Chúng ta sẽ cắm điện vô chỗ này. Trong này là nó có các nút điều chỉnh này các bạn. Trong này là để luôn là bút viết này, rồi có đồng hồ này giúp bé là nó nhìn thấy hay luôn, vừa học và có máy quạt mát nữa này. Đèn này là sáng này các bạn, rất hay nha các bạn. Con này chỉ có 300.000 thôi các bạn, một cái đèn học 300.000 dành cho các bé này của Nhật nha. Ok, đây các bạn, đây là cái ông dồn nha các bạn, ông dồn của Nga này. Còn mới nguyên luôn nha các bạn. Con này mình bán 340. Hàng này, con này là nhìn được 1.000 mét nha các bạn. Đó, thì thực tế là nhìn 1.000 mét rất là rõ luôn các bạn. Cái ông dồn này, con này còn hộp luôn, giá mình bán 340 này các bạn. Palileo. Con này là còn đầy đủ luôn, nắp chụp nè. Đó, nắp chụp rồi dây đeo hai đầu này các bạn. Tiêu cự chỉnh là chỉnh trên này nha các bạn. Đó, chỉnh dùm in dùm tiêu cự này nè. Và chỉnh được một bên nữa nè các bạn. Đó, thì nhiều anh em kêu bên này sao chỉnh không được các bạn. Chỉnh một bên thôi nha các bạn. Chỉnh một bên để còn bên kia thì chỉnh cái này nha các bạn. Đó, chứ không có chỉnh được hai bên đâu. Không có cái nào chỉnh hai bên đâu. Đó. Rồi con này 350 nha các bạn. Ống nhòm 350 nè. LED đuổi nè các bạn. LED đuổi 1 triệu màu nè các bạn. Dây dài 10 mét chống nước nha. Cái này nó có cái remote. Con này trong nước nè các bạn, màu sắc rất là đẹp nha. 80 ngàn một dây. Ổ khóa đất. Ổ khóa đất 4 chìa này các bạn. Ổ khóa này thì rất là xịn sò rồi các bạn. Anh em nào mà hiện tại mà đang xài ổ khóa này thì chúng ta nên xài nha, chống cắt chống đồ các bạn. Cọng này rất là to. 150 cành một bộ này các bạn, khóa đất này. Đầu chuyển từ bu lông sang khoan. Một cái này là 80 cành một cái. Và chuyển từ bô lông sang khoan này các bạn. Mình có cái loại đầu là chuyển từ vít sang khoan nữa các bạn. Đây. Mình đợt này thì đa số là mình đã đầy đủ những cái đầu chuyển từ vít sang khoan này. Từ bô lông sang khoan luôn các bạn. Là đồng giá nhau là 80 cành một cái nha các bạn. Đó. Đây các bạn, mình còn được một ít cái đồ hút thuốc trên ô tô này các bạn. Cái này là mấy anh em cũng chưa hiểu lắm này. Cái này là trên ô tô mình là nó có một cái
cái chỗ là gọi là cái tẩu thuốc các bạn. Thì chúng ta dùng cái này, anh em nào hay hút thuốc hay dùng lửa trên ô tô, chúng ta lấy cái này, chúng ta để máy xe lên, chúng ta in cái này vô này các bạn, là nó sẽ đốt nóng cái đầu này lên là chúng ta hút thuốc được nha các bạn. Nó cháy cái đầu lên là chúng ta hút thuốc được này. Đó, mình Thanh lấy 10.000 một cái nha các bạn. Đó, là cái tẩu thuốc trên ô tô này, 10.000 một cái này. Đó. Rồi, đây là cái vỉ pin mà 12V này các bạn, là 12V 27A này, dùng ở trong máy cái điều khiển móc rồi đó các bạn, dùng ở trong mấy cái móc điều khiển rồi đó. Đó là pin 12V này các bạn. Cái nọ này thì mình bán là 25.000 một vỉ, tính ra là 5.000 một viên các bạn, là 5 vỉ này các bạn. Đợt này mình đã có cái loại này cho anh em rồi đó. Đó. Rồi pin sạc này các bạn. Đó. Cái đế sạc bê tông này mình bán là 100.000 một cái nha. Đó. Có thể sạc được pin 2A và 5A luôn các bạn. Còn vỉ pin là 150 nha các bạn. Pin là pin 3.3. Pin này là pin sạc là 1.000 lần. Dung lượng 3.3 chúng ta dùng cho móc tivi rồi đó. Đó. Dùng móc tivi rồi dùng cho những thiết bị dùng pin A 2A này các bạn. 150 cành một hộp này. Anh em mua cả pin và cả sạc như này là 250 bao ship này các bạn. Rồi ở dưới đây thì mình có được một ít cái đồ như này các bạn. Kìm mở phe. Cái kìm này là cái kìm mở phe đa năng này các bạn. Cả phe trong và phe ngoài. Thằng này thì đa năng các bạn, bóp bên nào cũng được các bạn. Cái kìm này là mình 150 một cái nha các bạn. Đó, kìm mở phe đa năng 150 này các bạn. Mình có cái bào cai sơ, cái bào này là cái bào đa năng. Và đa năng này là 80.000 một cái. Bào cai sơ. Cái bào này là bào rau củ nha các bạn. Mình thấy là gia đình nào cũng nên có một cái. Bào rất là hay luôn. Con này bào rất hay, cực kỳ hay luôn các bạn. Bào rất là hay. Đó. Bên này là mình có được cái khóa Suzuki các bạn. Con này là khóa Nhật nha các bạn. Hàng Japanlock này các bạn. Con này là đỉnh cao luôn các bạn. Giá mới rất là ác. Con này là hàng bãi Nhật. 150.000 thôi. Con này là dùng cái khóa vuông này. Rất là khó bị sao chép chìa cũng như là bị bẻ nha các bạn. Rất là cứng cá một cục, nó nặng trịch này. 150.000 mình còn được 1 này, 2, 3 cái thôi. Khóa số này các bạn. Khóa số này là 120 nha. Mặc định của khóa số này là 4 con số 0. Anh em về muốn đổi khóa số thì chúng ta xoay một góc lên này. Chúng ta xoay đổi số và chúng ta dặn lại nha các bạn. Đó, ok. Dao thái 10.000 một cây. Dao kiwi này. Đó. Này dao thái huyền thoại các bạn, 10.000 một cây. 10 cành một cây. Đó các bạn. Keo chống dột 5cm các bạn. Cái bản này là 5cm nha các bạn. Đó, 5cm này. Mình bán là 35 cành một cuộn như thế này các bạn. Mình còn được mấy chục cuộn, Thành lý cho hết. Anh em nào mua 10 cuộn nha các bạn là mình bán 300. 10 cuộn là 300 bao ship nha. Đó, mình còn được nhiêu đây, mấy chục cuộn á. Rồi, giá này thì quá ok rồi các bạn.